23. Chú ý khí thế lên nhé. Là lúc để ai đó cảm nhận thấy cái gì gọi là thực lực thật sự rồi. Chào mừng mọi người đến với hiện trường cuộc thi tranh luận đối kháng về trí tuệ nhân tạo lần này, là dòng thi đấu sáng tạo duy nhất của thành phố Đông Châu hiện tại, cũng rất được chú ý trong giới tranh luận. Cuộc thi ngày hôm nay sẽ được truyền hình trực tiếp từ đầu tới cuối và được hơn 200 người tranh luận và ban giám khảo trên khắp đất nước chấm điểm trực tiếp để quyết định thắng bại. Mọi người có thể theo dõi tài khoản công chúng phía sau tôi đây để xem số điểm thực tế. Đồng thời, là đội bước vào dòng liên tỉnh, nhờ điểm tích lũy, chúng ta chào đón chú ngựa ô, không chịu dừng bước. Đội tranh luận 2-3 năm, chúng ta hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho họ. Còn phía bên này là nhân vật chúng ta đã trông chờ từ lâu, vô cùng bí ẩn, tuyển thủ trí tuệ nhân tạo Zero. Sự đối đầu giữa logic và đạo lý con người, sự cọ sát giữa khoa học kỹ thuật và nhân tính. Chúng ta hãy cùng đón xem nào. Xin chào mọi người, tôi là tuyển thủ tranh luận Zero, đến từ Israel, rất hân hạnh được cùng tranh luận với người tranh luận đội bạn. Cảm ơn mọi người. Sau đây xin mời bên ủng hộ phát biểu lập luận. Xin mời. Xin chào mọi người, xin chào đối thủ tranh luận. Hôm nay đứng tại sân khấu này trở thành đối thủ với một sản phẩm xuất sắc của khoa học kỹ thuật, cùng thảo luận về mặt tốt và xấu của sự phát triển khoa học kỹ thuật và loài người. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Mọi người chú ý nhé, tôi dùng tới một từ cảm giác. Cục tình báo trung ương Mỹ tuyên bố công nghệ Big Data dựa vào thông tin công khai cá nhân có thể tính toán chuẩn xác ra chân dung cá nhân. Điều này khiến chúng tôi không khỏi cảm thấy như đang nhận được sự uy hiếp to lớn. Hơn nữa, việc tối ưu hóa Big Data là để mang cho chúng ta dịch vụ công cộng và trải nghiệm dịch vụ ngày càng nhanh chóng và tiện lợi. Cảm giác của con người nhạy cảm và dễ thay đổi, cũng giống như chúng ta khi thấy đề tài này đối diện với các từ như đỉnh cao khoa học công nghệ sẽ thấy căng thẳng trong suy nghĩ, dường như nâng cao cảnh giác, nhưng quyết định đúng đắn phải dựa vào lý trí. Rốt cuộc sự phát triển của Big Data có ảnh hưởng tốt xấu ra sao với loài người? Chúng tôi cho rằng tốt nhiều hơn không tốt. Đẹp lắm. Đâu đâu? Hàng thứ mấy? Không phải sao? Xin lỗi nhé. Big Data mang lại cho chúng ta thuận tiện vô cùng to lớn, giải phóng chúng ta khỏi những điều phức tạp trong cuộc sống và công việc. Hơn nữa, nâng cao hiệu suất xã hội không phải là mục tiêu con người theo đuổi không ngừng nghỉ, từ thời Tần Dương đánh bại sáu nước đến cách mạng công nghiệp hay sao? Rất đơn giản, trực tiếp. Xem ra họ đã đoán được rằng trí tuệ nhân tạo sẽ dùng phương pháp tiếp cận theo từng luận điểm một, nên trước tiên họ dùng quan điểm cô động kéo khán giả về phía mình. Rất thông minh, xem xu hướng này của họ chắc là chuẩn bị thông qua phản bác để nhấn mạnh luận điểm. Muốn đánh kiểu đưa đẩy, dùng chiến thuật đưa đẩy luận điểm với trí tuệ nhân tạo, liệu có kết quả tốt hay không? Chưa rõ được. Việc mở rộng phân tích quy mô dữ liệu có thể thúc đẩy một cách hiệu quả sự tiến bộ của khoa học và sự phát triển công nghệ, nhưng bước phát triển tiếp theo của khoa học kỹ thuật sẽ mang lại sự nâng cao và thay đổi về chất cho phép tính Big Data. Big Data cung cấp khả năng tuần hoàn liên tục cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Chúng tôi tin rằng khả năng này sẽ mang chúng ta đến giới trời cao. Cảm ơn. Tiếp theo xin mời lập luận của phía đối kháng. Xin mời. Quan điểm của phía tôi là sự phát triển đến đỉnh cao của công nghệ Big Data sẽ gây hại cho con người nhiều hơn là lợi. Chúng tôi trình bày theo ba phương diện sau. Thứ nhất, sự vận dụng công nghệ Big Data sẽ xâm hại tới lợi ích người dùng, tăng tình trạng lộ thông tin riêng tư. Tin rằng các vị ở đây đều đã có những trải nghiệm như vậy, sự làm phiền từ nhiều kênh, mệt mỏi khi nghe điện thoại, hành trình bị các công ty sử dụng dịch vụ công nghệ định vị chuyển đổi thành dung lượng kinh doanh, thậm chí thói quen tiêu dùng của bản thân cũng trở thành mục tiêu của nền tảng bán hàng. Công nghệ dịch vụ định vị là gì? Là dịch vụ dựa theo vị trí, theo địa điểm. Khi cậu đi cao tốc qua tỉnh khác, nhận được tin nhắn của địa phương đó, cũng được coi là phạm trù ứng dụng của dịch vụ công nghệ định vị. Sự khát khao về dữ liệu. Thầy Tát, cảm giác cỗ máy này cao cấp quá đi, thần kỳ quá, đúng là có chút cao cấp. Thầy cũng không hiểu được, có được nhiều dữ liệu hơn nữa. Trong quá trình này,
do sự trì trệ của các công nghệ phòng ngự và chế độ, việc lộ quyền lợi cá thể như riêng tư cá nhân, thông tin cá nhân bị lợi dụng dường như rất khó để kiểm soát. Thứ hai, thời đại Big Data, dữ liệu là một kiểu quyền lực. Ai nắm được dữ liệu, người đó sẽ nắm được nhiều tài nguyên, thậm chí cá thể xã hội hơn. Bản thân đặc tính ảo của dữ liệu lại không giống với dương miệng và huyết thống của dương quốc. Nó rất dễ dàng chuyển nhượng và trao đổi. Quyền lực to lớn, một khi có thể chuyển nhượng và trao đổi giữa các cá thể, thì quy tắc xã hội và tính ổn định sẽ đối mặt với thách thức. Khi hành vi, cách suy nghĩ của từng người đều bị phân tích quy nạp thành một chuỗi dữ liệu, được phân loại và dán nhãn mới, sau đó được định hướng một cách có chủ đích, con người sẽ bị biến đổi thành số liệu và ký hiệu để người khác tùy ý sử dụng. Trong tương lai, tội phạm và phần tử khủng bố sẽ lợi dụng dữ liệu tiến hành khủng bố tống tiền trên toàn thế giới, vì chúng biết trong thời đại công nghệ Big Data, dữ liệu và quyền lực cũng là vũ khí. Cùng với sự phát triển lên đỉnh cao của công nghệ Big Data, thế giới hóa dữ liệu sẽ càng trở nên chính xác và có thể dự đoán được. Một khi việc dự đoán tương lai được thực hiện, sức sống của văn minh cũng sẽ mất đi. Thử nghĩ xem, khi biết bản thân dù sao chăng nữa cũng không thể thoát nghèo, ai còn muốn nỗ lực, sinh sống, làm việc chứ? Khi biết thời gian của bản thân không còn nhiều, ai còn quan tâm tới công danh lợi lộc chứ? Cho nên đội chúng tôi cho rằng, công nghệ Big Data phát triển đến đỉnh cao sẽ là sự trói buộc với cá nhân, với xã hội và cả nền văn minh xã hội loài người, chứ không phải là tiến bộ. Cảm ơn. Tiếp theo là dòng phản bác. Xin mời đội ủng hộ phát ngôn trước. Trong quá trình phản bác, có thể đưa câu hỏi cho đối phương. Người tranh luận đội đối phương sẽ trả lời câu hỏi tương ứng. Khi tôi học tiểu học, bố mẹ không tìm thấy tôi, vô cùng lo lắng, tìm cả nửa ngày. Tháng trước cháu tôi cũng mất tích. Nhưng sau khi xem camera của khu dân cư, 10 phút là tìm thấy rồi. Người tranh luận đội bạn cứ luôn nhắc tới việc mất đi sự riêng tư và xâm phạm lợi ích cá nhân. Nhưng mặt khác, lẽ nào đó không phải là cuộc sống tiện lợi hơn, an toàn hơn sao? Riêng cá nhân liên tục nhường bước, vốn dĩ đã là một trong những đặc trưng của xã hội hiện đại. Chúng ta đã sớm làm quen với việc đưa ra một chút riêng tư của mình để đổi một cuộc sống hiện đại hơn, đúng không? Dữ liệu thông tin mang đến sự tiện lợi cho chúng ta. Dữ liệu giao thông mang lại sự an toàn, cho dù là dữ liệu tiêu dùng, cùng lúc với việc chịu đựng nó, cũng là để mang đến cho chúng ta những sản phẩm chính xác hơn để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, phải không? Ý của bạn là tiết lộ thông tin cá nhân là xu thế tất yếu của xã hội phát triển, nhưng vấn đề ở chỗ, ranh giới của việc tiết lộ này là ở đâu, làm sao bảo đảm thông tin được an toàn thì bạn vẫn chưa trả lời. Những điều này có khiến bạn thấy an toàn không? Tại sao lại không thấy an toàn chứ? Đội bạn đang bẻ cong bản chất của công nghệ Big Data. Khi Big Data phân tích đặc trưng quần thể, tất nhiên sẽ có lợi và hại. Nhưng Big Data không phải là ăn cắp dữ liệu. Tất cả những cái gọi là xâm hại quyền riêng tư đều xuất phát từ xâm hại lợi ích cá nhân, là phạm pháp. Mọi việc đều có tính hai mặt. Đội bạn không thể vì khuyết điểm mà nói hại nhiều hơn lợi, đúng không? Xâm hại riêng tư cá nhân là phi pháp. Vấn đề ở chỗ, hành vi phi pháp có khả năng tồn tại trong thực tế hay không? Có rất nhiều điều trên thế giới này không chịu kiểm soát của pháp luật. Cho dù một trong số tội trạng bị pháp luật cấm rõ ràng, nhưng hàng năm lại tước đoạt đi bao nhiêu sinh mạng. Người tranh luận đội bạn đừng quá tiêu cực. Đội chúng tôi thừa nhận có điểm xấu, nhưng cho rằng có nhiều điều lợi hơn. Từ bộ luật Hammurabi cho tới nay, nhiều lĩnh vực phi pháp ngày càng bị thu hẹp. Lý trí của con người vẫn xuyên suốt từ đầu tới cuối, còn quy tắc của tương lai với văn minh cũng sẽ đi theo hướng hoàn thiện. Đội bạn nhấn mạnh yếu tố khó kiểm soát. Lịch sử sớm đã chứng minh văn minh loài người ngược lại đang đi theo hướng được kiểm soát. Chúng ta không phải vẫn đang tìm cách tiến về phía trước trong những phạm vi có thể kiểm soát được đó sao? Xin mời người phản bác thứ hai. Trong lập luận của người tranh luận đội bạn có nhắc tới lợi ích to lớn nhất của sự phát triển Big Data sẽ là tối ưu hóa hiệu suất tài nguyên trong xã hội, có phải vậy không? Đúng thế, không sai. Hiện nay trên mạng, 46,7% số liệu tính toán được dùng để phân tích, phân loại xu hướng tin giải trí. Đây cũng là một kiểu chiến lược phân phối hiệu suất tối ưu hóa sao? Tất nhiên. Con người quan tâm đến điều gì thì phân tích điều đó, phục vụ cho đại chúng, điều này không có ý nghĩa sao? Trong một thực nghiệm điều tra phân loại thông tin của Đại học Cambridge, chỉ sau 25 ngày, hơn 100 người được phỏng vấn để tăng thêm rõ rệt sự hứng thú với các nội dung được đưa ra. Từ đó có thể thấy rằng, có lẽ không phải Big Data phải phục vụ cho hứng thú của bạn, mà dịch vụ của nó quyết định hứng thú của bạn, đúng vậy không? Vấn đề bạn đang nhắc đến là vấn đề bị định hướng bao phủ thông tin, nhưng đổi góc nhìn khác sẽ thấy khác. Cái gọi là đưa ra phân loại thông tin không phải là đang phân tích và thúc đẩy sự phát triển của người xem sao?
Hai điều này đại diện cho tương lai của công nghệ giải trí. Có được phân tích chi tiết thị trường của Big Data, tôi có thể nghe được khúc ca ưa thích nhất qua một đoán bài bạn thích. Có thể mua được thỏi son môi thích hợp nhất với bản thân. Điều này có điểm nào không tốt chứ? Bạn nói đây là tương lai của công nghệ giải trí. Không sai. Khi công nghệ Big Data chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh với các nguồn tài nguyên và sự theo dõi, cái đội bạn gọi là phát triển khoa học, bầu trời của văn minh, ở đâu chứ? Trời ạ! Cổ máy này còn biết Dương Đông kích Tây sao? Dương Đông kích Tây. Đặt câu hỏi về luận điểm thứ nhất, rồi phản bác luận điểm thứ hai. Ai nghĩ ra trò này vậy? Đội bạn cho rằng sự xâm hại của công nghệ Big Data với lợi ích cá nhân nằm ở chỗ không thể kiểm soát được, đúng không? Đúng thế. Nhưng luận điểm cuối cùng, đội bạn lại nói rằng công nghệ Big Data phát triển đến đỉnh cao sẽ khiến tương lai có thể dự đoán trước, từ đó dẫn tới tiêu hủy sức sống của nền văn minh. Có thể dự đoán tương lai trước chính là điều dễ kiểm soát, phải không? Vậy theo ý đội bạn, công nghệ Big Data rốt cuộc có thể kiểm soát hay không? Rốt cuộc là kiểm soát được có hại cho con người hay không kiểm soát được là có hại cho con người đây? Việc không kiểm soát được công nghệ, không cần bạn trả lời cảm ơn. Tôi chỉ ra nghịch lý nhỏ nhỏ trong luận điểm của bạn mà thôi. Được. Vấn đề bạn cần trả lời là công nghệ Big Data phát triển đến đỉnh cao rốt cuộc có thể nắm bắt và kiểm soát hoàn toàn thế giới này không? Không loại trừ khả năng này. Mong bạn không né tránh vấn đề của tôi. Với thực trạng bây giờ, có bao nhiêu khả năng? Nếu miêu tả của chúng ta hiện tại về vũ trụ bị lật đổ thì vẫn có khả năng dữ liệu quá thế giới. Cho nên bạn chỉ giả thiết đối với nhận thức của chúng ta hiện tại về thế giới, điều này là không thể được, đúng không? Đúng thế. Giỏi quá. Thuyết phục được cả người máy luôn. Nếu là người thì đã dở trò trốn tránh rồi. Cho nên nhìn từ vấn đề thực tại, công nghệ Big Data giống dĩ không thể nào triệt tiêu tính ngẫu nhiên. Ý thức tự chủ và sức sáng tạo của loài người càng không thể gì sự xuất hiện của Big Data mà trở thành bị lập trình. Ví dụ như chúng ta vẫn có nhà triết học, nhà nghệ thuật, người tranh luận đội bạn. Cái gọi là văn minh mất đi sức sống phải nói từ đâu đây? Hy vọng người tranh luận đội bạn là một tuyển thủ thông minh hơn chúng tôi rất nhiều. Không được nói dối nhé. Cảm ơn đã nhắc nhở. Thế cục được xoay chuyển rồi. Người tranh luận đội bạn vừa nói, cùng với sự tiến bộ của công nghệ, trí thông minh nhân tạo sẽ không ngừng tiến hóa. Nhưng hiện nay, phép tính học tập cao cấp, loài người đã không thể hiểu được quy trình bên trong của nó. Đối với việc xử lý dữ liệu vượt quá giới hạn loài người và nâng cấp phép toán ngày càng phức tạp, đội bạn là loài người, không lo lắng sự mất kiểm soát đó sao? Không. Bạn có nhớ người tranh luận đội tôi vừa nói gì không? Trên thế giới này, không có sự việc nào có thể kiểm soát được hoàn toàn. Không biết trong suy nghĩ của đội bạn, loài người đã phát triển ra sao để có được văn minh ngày hôm nay? Phát triển văn minh là một quá trình dài hạn, cũng có thể truy tìm về từ thời kỳ lúc con người bắt đầu dùng lửa. Nhưng truy tìm theo lịch sử chưa chắc đã giúp ích được gì cho đề luận của chúng ta. Vì thế việc chúng ta thảo luận hôm nay là tương lai, không phải sao? Quá đúng ấy chứ. Vì thế tôi luôn nghĩ một vấn đề, nếu tương lai nói cho bạn biết một cách chính xác tương lai không tốt chút nào, phải làm sao? Trước đây, vấn đề này chỉ là một giả thiết. Nhưng hiện nay, tương lai đã đứng trước mặt tôi. Họ khiến vấn đề này trở nên vô cùng thực tế. Tôi nên làm sao? Ngồi chờ chết? Hay là từ bỏ tương lai? Không, tôi lựa chọn thay đổi tương lai. Vì vận mệnh của chúng ta nằm trong chính tay chúng ta, chứ không phải nằm trong một cỗ máy. Vì thế lựa chọn của chúng ta hiện nay có thể khiến chúng ta lựa chọn tương lai của mình. Từ điện toán đám mây đến blockchain, từ an toàn quốc gia đến ăn mặc ở đi lại, rất rõ ràng, Big Data chính là tương lai của chúng ta. Còn tương lai đang ngồi trước mặt tôi kia cũng đang dùng phương thức Big Data đến nói cho tôi biết có hại nhiều hơn có lợi. Cách dùng Big Data để chứng minh Big Data cũng thật có ý nghĩa. Khoa học kỹ thuật là một con dao hai lưỡi. Khi nó phát triển cùng chúng ta thì đồng thời cũng đang uy hiếp chúng ta. Còn việc quyết định ứng dụng khoa học kỹ thuật không phải do chính khoa học kỹ thuật tạo nên, mà là lòng người. Tôi chấp nhận tin tưởng vào chính nghĩa, vào sự lương thiện của loài người. Nguyện tin rằng văn minh loài người phát triển đến cuối cùng, chắc chắn những người lương thiện chính nghĩa trên toàn thế giới sẽ cùng hợp lực, cùng cố gắng. Chúng ta buộc phải và cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chính bản thân mình. Vì nếu tới bản thân mình, chúng ta còn không tin tưởng được, thì có tư cách gì để thảo luận tương lai của chúng ta chứ? Cảm ơn. Hiện tại, kết quả cuộc thi đã nằm trong tay tôi.
Tôi tuyên bố, mình giành chiến thắng trong cuộc thi hôm nay là... Bên ủng hộ đội 235. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Huấn luyện viên à, chào thầy, huấn luyện viên, chúng ta thắng rồi, vào vòng liên tỉnh rồi, chúng ta thắng rồi. Đừng kích động nữa, em chỉ dùng có 3 phần công lực thôi, nằm trong dự đoán. Huấn luyện viên à, chúng ta cuối cùng cũng thành công rồi, chúng ta có thể lọt vào vòng liên tỉnh rồi. Thầy biết, các em là đội mạnh nhất. Bình thường huấn luyện viên rất thích nói đùa, lúc quan trọng còn rất cảm tính. Dù sao cũng đã dẫn dắt chúng ta 2 năm, lần này chúng ta thắng rồi, thầy ấy chắc còn vui hơn chúng ta nữa. Đấy là điều tất nhiên, đợi đến khi giành được chức vô địch, đưa cúp cho huấn luyện viên cũ mang về. Vào vòng liên tỉnh rồi. Cạn ly. Thầy sao thế? Thêm chai nữa. Thầy từ từ thôi, giờ mới bắt đầu mà. Còn uống nữa sao? Hôm nay thầy vui. Ai cũng đừng cản thầy. Thêm chai nữa. Hồi đó, tôi có một ước mơ. Chính là... Trời ơi, chị Tiểu Hảo, thầy ấy... Chị cũng lần đầu tiên nhìn thấy thầy như vậy. Ai không biết lại nghĩ là đang thất tình. Thời gian trôi qua nhanh thật. Từ khi bị giải tán tới giờ đã hơn nửa năm rồi. Nghĩ lại thì cũng nhiều chuyện xảy ra thật. Khi đó nếu không phải chị đưa bọn em rời khỏi đội 2, giờ chắc chúng em vẫn còn đang cầm cụi kiếm điểm tích lũy. Đúng thế, lấy đâu ra giải tỉnh mà tham gia chứ. May mà những điều chúng ta chém gió trước đây đều đã thành hiện thực. Quan trọng hơn nữa là đội chúng ta bây giờ sự nghiệp, tình yêu đều bội thu. Anh thấy rằng lũ đội sổ bọn em, may mà gặp được bảo bối như anh. Đúng thế. Vậy chúng ta cùng nâng cốc chúc vòng liên tỉnh lần này có được thứ hạng tốt. Được, nào, giành được quán quân. Cạn ly, cung hỷ phát tài. Không muốn uống nước ngọt, tớ cũng muốn thử thứ cậu đang uống. Này vậy đi, chính thế đấy. Năm đó, thời tôi tự đi thi tranh luận, tôi có nằm mơ cũng muốn lọt vào vòng liên tỉnh. Hôm nay các em đã làm được rồi, là huấn luyện viên. Thầy đừng uống nữa. Tôi vui. Uống ít thôi. Ôi chao, anh có ổn không đó? Ở đây cũng không rẻ nhỉ. Anh không mời đâu, hai đứa xem ai mời đi. Em còn nợ tiền chị Tiểu Hảo cơ, đành phiền chị Tiểu Hảo mời thôi. Được không chị Tiểu Hảo? Em muốn anh đến giúp em thêm dũng khí phải không? Anh ngồi đây là được, em tự làm được. Tiểu Trái, thẻ tín dụng tháng này của chị đến hạn trả nợ rồi. Em xem 5.000 tệ mượn chị lần trước. Chị Tiểu Hảo, gần đây em thật sự hơi khó khăn, không có nhiều tiền tới thế. Nhưng chị yên tâm, trước khi đến hạn trả nợ, em nhất định sẽ gom đủ cho chị. Chị tốt với em như vậy, cho dù em có ra đê cũng phải trả đủ tiền cho chị chứ. Thế thì được, còn 4 ngày thôi. Được mà, chị yên tâm. Chị Tiểu Hảo, chị không biết đấy thôi. Đã 2 tuần, em chưa được ăn miếng thịt nào. Người nhà không tiếp tế cho em từ lâu rồi. Đơn vị thực tập còn nợ lương của em. Bình thường có nhận việc bên ngoài thì bị bên thuê yêu cầu này nọ.
Chị hiểu. Này người anh em, đôi giày của cậu là dáng mới nhất, trong nước không mua được. Cậu mua ở đâu vậy? Làm gì có, đôi này là hàng nhái, nhái cao cấp, hàng giả. Nhưng mà đường may và chi tiết còn xịn hơn cả hàng thật. Hay là cho tôi WeChat, tôi cũng muốn mua một đôi. Được. Được rồi. Không phải cô không có tiền sao? Sao còn cho cậu ta mượn tiền? Chị Tiểu Hảo, đây không phải bạn chị sao? Ai là bạn cô ta? Tôi là công ty cho vay tín dụng. Bây giờ cô ta nợ chúng tôi mấy chục nghìn tệ. Qua điều tra thấy rằng bây giờ không có điều kiện để trả. Nếu cậu đã nợ tiền cô ta thì khoản tiền này cậu phải trả cho chúng tôi mới đúng. Tôi chỉ nợ 5.000. Cậu tên Tiền Trái đúng không? Học ngành tài chính, nhà gần đơn vị thực tập. Thế này đi, dịch vụ công ty chúng tôi rất đầy đủ. Tí ăn cơm xong trực tiếp dẫn cậu đến công ty thanh toán. Anh trai, anh cho vay nặng lãi sao? Đừng nói linh tinh. Chúng tôi không cho vay nặng lãi. Một không vay với gia đình, hai không vay với trường học, ba không vay với đơn vị. Cô ấy nợ chúng tôi mấy chục nghìn tệ. Anh, ông chủ của tôi, để tôi kèm cô ấy cả ngày, đúng không? Thế em đi vệ sinh một chút. Đợi chút, để cái túi ở lại. Yên tâm, chúng tôi chuẩn bị tài liệu đủ rồi. Đúng thế, bất cứ khi nào cũng có thể khởi kiện anh ta. Đúng. Dân yên tâm, anh ta chắc chắn sẽ trả tiền. Đúng. Việc bị đưa vào danh sách đen khiến anh ta khó chịu. Đúng. Đến lúc đó không được đi máy bay, tàu, cao tốc. Dân, xem anh ta làm thế nào. Thế nhé. Chị Tiểu Hảo, em vừa lập một tài khoản vay tiền trên vay đi của Alipay, vừa đủ số dư là 5.000 tệ. Hay để em trả cho chị? Được. Xong rồi, sang rồi nhé. Em vẫn còn có chút việc, em đi trước đây. Em đi đây, tạm biệt chị Tiểu Hảo. Không ăn nữa sao? Không ăn nữa. Trả chưa? Anh giỏi thật. Có gì đâu chứ. Đợi chút. Tiền ăn cũng trả luôn rồi. Em nói đi, bây giờ chúng ta như thế này, lần sau em muốn anh giúp đòi nợ thì em cứ nói thẳng ra, dòng do làm gì. Thực ra em không muốn anh giúp em đòi nợ. Em thấy anh ở bên em thì em sẽ yên tâm hơn. Em thấy bệnh của em đã khỏi 90% rồi. Nhưng mà đòi tiền người ta vẫn hơi ngại chút. Nhưng mà lần sau có người nào hỏi mượn tiền em sẽ suy nghĩ tới tình trạng thực tế của mình. Alo, Duyên Duyên, sao thế? Alo, Đạo Hảo, có chút chuyện phải nhờ cậu. Gần đây tớ hơi kẹt, cho nên muốn mượn tiền sao? Không biết cậu có tiện hay không? Cụ thể như thế nào nói cho tớ xem với. Tớ cần mua món đồ, nhưng hiện tại không đủ. Cô ấy là bạn hồi cấp 3 của em. Cô ấy nói muốn mua quà sinh nhật cho bạn trai cô ấy. Ở vào vị trí bạn thân của cô ấy, em có nên hỗ trợ cô ấy không? Anh...
Anh thấy việc mượn tiền quan trọng ở lúc cứu nguy. Khi yêu nhau mặn nồng, tặng cọng cỏ cũng là tính giật đến nước. Vậy anh hỏi em, nếu ngày mai Nam Bắc bị Tiểu Ngư đánh cho đi cấp cứu, cần tiền phẫu thuật phải làm sao? Nếu ngày mai Đoàn Tử tỏ tình thất bại, bị trầm cảm, cần mời bác sĩ tâm lý thì phải làm sao? Nếu em có bạn trai, có cần chăm sóc anh ta không? Ai thấy? Không quan trọng. Quan trọng anh thấy rằng không nên cho mượn tiền. Nhưng em đã đồng ý với cô ấy rồi. Bây giờ tự dưng nói không có tiền, cô ấy cũng không tin. Điều này quá đơn giản. Mấy hôm trước có bạn học hỏi mượn anh 3.000 tệ, sau đó anh nói chờ chút, rồi anh bắt đầu chơi điện tử trên điện thoại. Anh Mã, chúng ta có phải anh em không? Khi quan trọng có nên hết mình vì nhau không? Cho cậu 3 giây. Giang hồ cấp cứu, trong Alipay của anh có bao nhiêu tiền? 3.000, được, cho em vay 3.000. Em nhất định trả anh, yên tâm. Được, anh đồng ý rồi sao? Anh có biết gần đây em thê thảm đến như thế nào không? Ăn bữa nay lo bữa mai. Bạn gái ngày nào cũng đòi đi bảo tàng thủy tộc, còn ăn bò bít tết. Em chỉ toàn chi ra không hề thu về. Anh nói em cần điều gì chứ? Em khó khăn quá. Anh chuyển chưa? Anh đã chuyển toàn bộ số tích lũy sang cho em rồi. Có tính lại nhé. Cảm ơn người anh em. Sao lại chỉ có 1 tệ? Hay là giống như lúc nãy, anh uy hiếp cô ấy. Em tin anh đi, cách làm này chỉ có tác dụng tại hiện trường thôi. Nhưng cô ấy giận thì sao? Kiểu bạn này không có cũng được. Em đã nói bọn em là bạn thân, vậy thì không vấn đề gì. Nhưng có thể tin anh một lần được không? Được. Alo, bạn yêu à, tớ, Đào Hảo, tiền chuyển sang chưa? Alipay hay WeChat thế? Tớ còn chưa kịp xem. Tớ vừa kiểm tra, số dư tài khoản không còn nhiều như vậy. Nếu cho cậu mượn hết, tớ sao sống nổi qua tháng này được? Được, được. Không sao, để tớ tìm cách khác xem. Để dịp khác, tớ mang bạn trai tới, chúng ta cùng đi ăn nhé. Được, để lần tới tớ mời nhé. Ừ, được, tạm biệt. Em làm được rồi, phải không? Em làm được rồi. Anh nói rồi rất đơn giản, phải không? Em làm gì thế? Đây không phải là ôm một cái sao? Không, ý anh là chỉ đơn giản vậy thôi, đúng không? Em tưởng anh nói là ôm một cái để chúc mừng. Chúc mừng thì chúng ta có thể dùng nắm đấm hoặc đập tay. Ôm thì có hơi... Đúng, em cũng thấy thế được. Đúng, phải, đúng đúng. Thế chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ừ, được. Vậy chúng ta đi thôi. Đi, đi, đi thôi. Đi. Đi thôi. Chúc mừng các cậu đã lọt vào vòng liên tỉnh nhé. Tôi đã xem phần tranh luận của cậu, rất đặc sắc. Cảm ơn. Đàn anh à, anh trộm như vậy không đúng. Nào, phải thế này, như dễ vòng tròn ấy, như vậy mới bảo đảm được hương vị. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Ngon quá. Đàn anh à, anh cũng nếm thử xem sao. Có ngon không? Bây giờ chẳng còn gì có thể dạy anh nữa rồi. Thế sao?
Tử thời, hình như tôi thích cậu rồi. Cậu không sao chứ? Tử thời, chị Tiểu Hảo, chết em rồi, chết rồi. Em vừa xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy nói anh ấy thích em. Em ở cạnh Lưu Ngạn Trạch. Sau đó em lúc đó đầu trống trơn, giống như chưa xảy ra chuyện gì cả. Sau đó em nói với anh ấy rằng em từ chối anh ấy, em không thích anh ấy. Hết rồi, hết thật rồi. Anh ấy nhất định biết được em không thích anh ấy. Nhưng em rất thích anh ấy mà. Đội trưởng, cậu nói cậu gây ra chuyện gì? Đàn anh Lưu Ngạn Trạch tỏ tình với em. Cái gì? Nhưng em đã từ chối anh ấy. Cậu lại bị từ chối sao? Cô ấy chạy luôn rồi. Chạy trốn luôn sao? Khi đó đầu óc em trống rỗng. Sau đó em... Chị Đào Hảo, có phải em ngốc lắm hay không? Không đâu, không đâu. Có thể hiểu được. Cậu nói xem, tớ không nên bày tỏ với cô ấy, đúng không? Rốt cuộc em phải làm sao đây? Không phải như thế. Ngày trước cô ấy thích cậu đến mức nào rồi chứ? Em không thích cậu ấy nữa sao? Không ạ. Hay cô ấy có ai khác rồi? Không thể nào. Tất nhiên có khả năng rồi. Vì trước đây cậu ấy lạnh lùng với em vậy. Em thay đổi là chuyện bình thường. Em không thay đổi. Hết rồi, hết thật rồi. Đàn anh Lưu Ngạn Trạch nhất định ghét em lắm đây. Cô ấy hẳn ghét tớ rồi. Cô ấy chắc chắn có điều khó nói. Không có. Lúc đấy em sốc quá. Sau đó não bị ngắt điện. Liền chạy mất. Thế gian này không thể có cô gái nào dám từ chối cậu. Việc này cậu phải hỏi cô ấy lần nữa. Ý cậu là tớ phải đi tìm cô ấy lần nữa sao? Em không muốn gặp anh ấy nữa. Xấu hổ lắm. Thời gian này em cũng đừng ra khỏi phòng. Chị sẽ đi mua cho em những món đồ ăn vặt em thích ăn nhất. Em cứ ở đây, bình tĩnh lại đã. Chị Đào Hảo, bạn Lưu Ngạn Trạch, có việc gì không vậy? Tôi đến tìm Hùng Tử Thời. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy, nhưng không thấy trả lời. Chị có thể gọi cô ấy xuống đây giúp tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Tìm Đoàn Tử sao? Đoàn Tử cô ấy ốm rồi. Gần đây cậu không gặp cô ấy được rồi. Ốm rồi sao? Nghiêm trọng không? Cũng tạm. Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây. Không ngoài dự đoán, quả nhiên có ủng khúc. Nhưng tại sao ốm lại nhất định phải từ chối chứ? Chẳng lẽ... Không phải chứ. Cái gì? Không lẽ là bệnh nan y? Cậu hơi quá rồi đấy. Không phải, hồi trước tớ có xem một bộ phim, tình tiết nó như thế này. Nữ chính mắc bệnh nan y để không liên lụy đến nam chính, nén đau từ chối tình cảm. Cô ấy chắc chắn là như thế. Sao có thể thế được? Kịch bản trong phim đều là lừa đảo thôi. Cậu cứ quan sát mà xem. Chú ý vào chi tiết. Thế nào, được chứ? Có vẻ rất tiện đấy. Huấn luyện viên cũ ra viện, dùng chắc chắn rất tốt. Để em thử, thử đi. Lần này huấn luyện viên cũ có chỗ ngồi rồi. Ổn lắm, đi nhé. Nghiêm trọng vậy sao? Phim cũng đều bắt nguồn từ cuộc sống mà ra. Đội trưởng, phải kiên cường. Thêm một bát nữa. Chị Đào Hảo, chị vẫn là người tốt nhất với em. Canh nhân sâm gà ác này chị hầm cho em. Bên trong có rất nhiều đồ tẩm bổ. Ăn nhiều sẽ bị nóng trong đó. Đây là bát cuối cùng, không được ăn nữa. Em không quan tâm. Em phải biến đau thương thành nhu cầu ăn uống. Ăn sạch chúng.
Tử Thời. Tử Thời, em đừng tránh anh nữa. Việc của em, anh biết hết rồi. Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa. Anh có thể. Anh nói cái gì cơ? Em chịu đựng cái gì? Tử Thời. Tử Thời. Anh biết rồi. Anh biết hết cả rồi. Anh sẽ không để em một mình chịu đựng những điều này nữa. Anh sẽ ở bên em. Bất kể thế nào, anh cũng không rời xem. Cho dù bệnh tình nặng hơn nữa, chúng ta sẽ cùng tìm ra cách. Anh xin em đấy. Đừng trốn tránh anh nữa được không? Tử Thời. Anh thích em. Thích vô cùng. Cho anh cơ hội để anh được chăm sóc em mãi mãi nhé. Được không? Chúng ta hãy mau đi viện thôi. Đợi chút. Em chỉ bị nóng trong thôi. Không phải em bị ốm sao? Hả? Em không ốm. Vì thế, những chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm. Em không hề bị bệnh, phải không? Đúng thế. Em chỉ bị nóng trong một chút mà thôi. Cũng không biết tại sao anh có kết luận như vậy. Anh còn lo rằng em vẫn khỏe chán, trường thọ trăm tuổi. Vậy đàn anh, những lời anh vừa nói với em, phần trước kia đều không tính nhé. Xin lỗi nhé đàn anh, để anh hiểu lầm rồi. Không có gì thì em đi trước đây. Không phải thế. Bất kể em khỏe mạnh hay ốm yếu, em có chịu cho anh ở bên cạnh hay không? Em đồng ý. Sau đó em nói gì? Sau đó em nói em đồng ý. Tôi nói cậu biết nha Đoàn Tử. Cậu ta giống như đang cầu hôn cậu vậy. Lãng mạn quá đi. Chúc mừng em Đoàn Tử. Cuối cùng cũng được ở bên người mà em thích rồi. Nói cho cậu biết, tớ cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Tớ cũng đang nằm mơ đây. Cơn mơ ác mộng cả đời thì có. Tử Thời. Anh à, cậu đến làm gì? Đi ra ngoài. Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn bước qua đó thì phải bước qua xác tôi. Hôm nay em có rảnh không? Nếu rảnh mình cùng đi dạo phố đi. Có rảnh. Đoàn Tử, đi. Được thôi. Tiểu Ngư, cậu đi cùng tớ đi. Tớ đi không thích hợp cho lắm. Tớ đi thành một nhà ba người rồi. Tiểu Ngư, cậu đi không? Không đi, mau tỉnh lại. Chị Đào Hảo, anh Mã Nam, chúng ta cùng đi. Thôi bỏ đi, bốn người các em đi chơi đi. Bọn chị không đi đâu. Đúng, chúng tôi còn thảo luận để tranh luận nên không đi. Được thôi.